Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện thiên hiệp giả thiên của tác giả của Việt Quân Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh youtube Và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện Lúc bây giờ, quả đấm màu vàng của Diệp Phạm đánh tới. Nó tạo ra tiếng vàng giống như thần thiết cứng rắn nhất trên thế gian, đang rùng động do di chuyển quá nhanh. Âm thanh thật trói tai. Đây là một cỗ thần lực cuồng bạo, ánh sáng màu vàng nhuộm sáng cả bầu trời, tựa như có một vầng mặt trời bị bể tan tành ngay trên không trung. Quả đấm màu vàng khủng khiếp này đánh thật mạnh lên trên ngực của kim sĩ Tiểu Bằng Vương, làm cho người này phun ra một ngụm máu vàng tươi. Kim sĩ tiểu bằng vương giống to, mái tóc dài tung bay theo gió, chuẩn bị đứng dậy. Thân thể tràn đầy lực lượng của hắn bộc phát một cỗ năng lượng kinh khủng. Hắn muốn thay đổi tình hình đang bất lợi cho mình. Thần bằng dương cánh, hắn không xoay người mà trực tiếp dùng tay quét ngang một vòng ra sau. Cánh tay phải của hắn nặng tựa như một ngọn núi lớn, làm cho cả phương không gian đằng sau phải sụp đổ. Thần không thể tưởng tượng nổi, được được ẩn chứa trong cánh tay này lớn đến cỡ nào bây giờ chỉ nghe keng một tiếng quả đấm màu vàng của diệp phàm đập thẳng vào cánh tay chim ưng đang quét tới này kết quả đã tạo ra một âm thanh làng kèng rung trời giống như có người đang rèn sắt ngay trong thiên địa nhục thể của hai người này có thể so sánh với núi cao độ rắn chắc cũng đạt đến một mức không thể nào tưởng tượng nổi chỉ mới vung cánh tay ra thôi nhưng đã làm cho cả không gian vặn vẹo rõ ràng bên trong có ẩn chứa lực đạo vô hạn một cơn gió mạnh thổi qua, ngày đông kim sĩ tiểu bằng vương định xoay người lại. Diệp Phạm liền đánh ra một bàn tay to màu vàng, giống như có một bàn tay ma quỷ to lớn đang đánh xuống. Chiều này thật là đáng sợ. Bàn tay to ấy tựa như được khoảng kim đúc thành, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Vừa mới đánh ra thôi, nhưng nó đã làm cho không gian rung động mãnh liệt, khí thế kinh nhân. Căn bản không thể nào né tránh được chiêu thức này của Diệp Phạm. Bàn tay to phong cả vòng trời lại rồi nhanh chóng đánh thật mạnh xuống người của kim sĩ tiểu bằng vương nửa người kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh trúng kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh bay ra ngoài lực đạo quá mạnh mẽ làm cho một người mạnh như hắn cũng không chịu nổi miệng của hắn phun ra máu tóc vàng xõa thẳng xuống suýt nữa ngã quỵ trong hư không diệp phàm chiếm được thượng phong tất nhiên không muốn để cho kim sĩ tiểu bằng vương thay đổi thế cục nên Diệp Phạm không cho người này cơ hội, liên tiếp thi triển đại thuật sát sinh. Bàn tay to màu vàng chặn ngay con đường phía trước rồi đánh xuống, cứ một chiêu tiếp một chiêu. Thế công tiền biên không dứt như vậy, hầu như khóa chặt kim sĩ tiểu bảng vương, trấn áp chặt chẽ. Kim sĩ tiểu bảng vương vươn cánh tay, muốn đánh tan bàn tay to màu vàng ở trên cao. Hắn tấn công mạnh mẽ đến nỗi, cả hư không dần trở nên bờ ảo. Thế công kinh khủng này làm cho tinh khí ở khu vực chung quanh cũng bị hút cạn khô. Kim sĩ tiểu bằng phương cuồng bạo hẳn lên, xa khí hiện rõ đến trong mắt. Hắn ta gần như điên cuồng phản kích, xung quanh thân thể còn có một ngọn lửa thần bốc cháy hừng hực. Hắn ta đang cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh xấu này. Nhưng mà rõ ràng, thể chất của thánh thể hoang cổ diệp phàm mạnh hơn, dùng được kháng cự, dùng chiêu đánh chiêu, quả đấm màu vàng gần như bốn đánh xuyên qua vòm trời. Lực đạo ẩn chứa bên trong mạnh mẽ không có gì so sánh nổi. Hai người va chạm kịch liệt như vậy, giống như cổ thiên đình giáng thế trấn áp cả tiền địa, lại tựa như ngân hà cùng nhau rủ xuống chấn mạnh đại địa. Quả đấm màu vàng của Diệp Phàm phảng phất như đã ngưng kết cùng với thiên địa, mỗi một lần đánh ra đều làm cho trời cao run rẩy, những người ở xa thấy vậy đều kinh hãi không thôi. Thật khó có thể tưởng tượng được lực đạo bên trong một quyền của Diệp Phàm cường đại đến mức nào. Từ trước đến nay, rất khó thấy một trận chiến của tu sĩ trẻ tuổi nào kịch liệt đến như vậy. Một người là thánh thể hoang cổ, một người là hậu nhân thần bằng, có thể đánh giết cả chân long. Thân thể của hai người này đại biểu cho hai thể chất cực mạnh trên thế gian. Bọn họ chiến đấu, làm lay động hồn phách của người khác, khiến cho cả phương không gian chung quanh cũng bị chấn động theo thần lực của diệp phàm dường như không bao giờ cạn khô, không biết mệt mỏi là gì. càng đánh, khí thế của hắn càng tăng lên. ngay cả kim sĩ tiểu bảng vương không ai tránh nổi cũng phải kinh hãi. mỗi lần cú đấm màu vàng ấy tiếp xúc với thân thể của mình, kim sĩ tiểu bảng vương lại có cảm giác giống như có một ngọn núi lớn đập mạnh lên trên thân thể. lúc này thần cánh của thiên bằng không thể gây thương tổn cho đối phương được nữa. ngược lại mỗi một, một lần quả đấm màu vàng kia tung ra là cả không gian phải sụp đổ. Cánh tài hắn đón chặn, dùng đến bẩn bật. Lực lượng cuồng bạo làm cho hắn phải học máu. Diệp Phạm công kích liên miên như thế là vì không muốn để Kim sĩ Tiểu Bằng Phương có cơ hội chuyển bại thành thắng. Từ lúc tu hành đến giờ, hắn chưa bao giờ dám khinh thị địch thủ. Huống chi, hắn còn đang đánh với thiên bằng gần như quét ngang toàn bộ các tu sĩ trẻ tuổi khác. Thế công của hắn như gió bão mưa rào, làm cho kim sĩ tiểu bằng vương không thể nào chịu nổi. Khóa miệng của kim sĩ tiểu bằng vương không ngừng rỉ máu, đôi tay sáng chói đã ảm đạm hơn rất nhiều. Quả nấm màu vàng của Diệp Phàm suốt cuộc cũng xông qua màn phòng ngự bằng cánh của kim sĩ tiểu bằng vương, đấm thẳng vào ngực của hắn. Lực đạo thật sự quá mạnh, kim sĩ tiểu bằng vương gần như không thể chịu nổi, cảm thấy cả người đau nhức. Kim sĩ tiểu bằng vương bay ngược ra xa, máu tươi phun ra ngoài, làm cho mái tóc màu vàng đang xốc xếch cũng bị lây nhiễm những giọt máu tươi thân thể hùng vĩ khẽ run rẩy diệp phàm truy kích bám sát vào đối phương như hình với bóng làm cho đối phương không thể nào thoát khỏi diệp phàm thi triển đại hư không thuật đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh kim sĩ tiểu bằng vương hư không đại thủ ấn đánh xuống tiểu bằng vương không thể nào tránh né đây là một đoàn tấn công vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đánh thẳng vào đầu của kim sĩ tiểu bằng vương Kim sĩ tiểu bằng vương cảm thấy cả trời đất đang rung chuyển, thân thể mất đi sự cân bằng. Thấy kim sĩ tiểu bằng vương mạnh mẽ, bị đánh chật vật, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo như vậy, mọi người ở trên không trung đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, thần uy kinh khiếp của kim sĩ tiểu bằng vương lan xa, không có yêu tộc trẻ tuổi nào không biết hắn muốn đi theo con đường của đại đế. Nhưng thật không ngờ, lần này lại bị đánh thê thảm đến như vậy. Lần này tuyệt đối là một cơ hội tốt. Diệp Phạm lướt nhanh tới phía trước, từ dìm kim sĩ tiểu bằng vương còn đang choáng váng, ôm lên một ngọn ma sơn trấn áp mà đánh xuống. Báo sơn ấn. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, phẳng phất có uy thế long trời lở đất. Chỉ trong một chốc đát đã áp mạnh xuống kim sĩ tiểu bằng vương. Tất cả mọi người ở nơi xa đều cảm nhận được một cỗ ký tức hủy diệt, không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía. Tuy ngọn núi lớn màu đen ấy đập kim xí tiểu bảng vương bay ra xa thân thể của hắn cũng gần như muốn vỡ nát nhưng cuối cùng vẫn không bị đánh gãy diệp phàm truy kích tay trái kết nhật ấn tay phải kết nguyệt ấn một vầng mặt trời và một vầng mặt trăng cùng lúc xuất hiện tỏa sáng lấp lánh tạo nên dao động làm cho người ta phải khiếp sợ cảnh tượng bây giờ thật giống như diệp phàm đang cùng lúc thôi động núi lớn núi nhỏ đánh tới thế công làm gãy nát cả vòm trời âm thanh ầm ầm phát ra không thôi. Nhật ấn Hoành Thiên tỏa sáng phản trượng, tay trái của Diệp Phạm đập mạnh xuống, đánh kim sĩ Tiểu Bảng Vương lộn một vòng, mái tóc vài rối bời, bị những ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, làm nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Nguyệt ấn sáng nhu hòa nhu lên cao, tay phải Diệp Phạm lại tiếp tục đánh xuống người của kim sĩ Tiểu Bảng Vương, tựa như sóng mạnh vỗ vào bờ. Cả thân thể của kim sĩ Tiểu Bảng Vương xuất hiện những đường tơ máu chẳng chịt, cướp xương và chạm vào phát ra những tiếng vang lách cách âm thanh rõ ràng đến mức làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ ta không tin đánh không chết được người diệp phàm thét lớn một tiếng toàn thân sáng lên như cả thần thể được trui luyện nhiều lần lấp lánh phát sáng đủ rồi đột nhiên kim sĩ tiểu bảng vương gầm nhẹ khi nãy hắn bị đánh vào đầu nên có chút choáng váng nhưng lúc này cơn đau nhức đã làm cho hắn tỉnh táo hoàn toàn trở lại lập tức gầm thét lên như một con giả thú. Thần làm hậu nhân của thần bằng, lực lượng sinh mệnh của hắn mênh mông tựa như vô tận. Giờ phút này đây, hắn gần như điên cuồng, ngàn vạn lông vũ màu vàng bắn ra, xé rách trường không. mỗi một, một cọng lông giống như một cây trường thường hoành kim. chiêu thức tấn công thật kinh khiếp, lông vũ vô tận hóa thành một trong những cây trường thường sáng chói. Mỗi một, một cây đều được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng kim tiếng phá không vàng đền không dứt tất cả trường thương đều đâm tới diệp phạm thật là một sát thức làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ diệp phạm hóa ra bàn tay to màu vàng chặn đánh ngăn cản các trường thương đang đâm tới nếu như đổi lại là một người khác sợ rằng đã sớm bị các trường thương sáng chói đầm xuyên cạn máu mà chết nhưng diệp phạm lại là thánh thể hoàng cổ thân thể còn mạnh hơn tiên bằng một bậc trong khoảnh khắc nguy hiểm đó hắn còn tìm ra được một đường sống trong biển trường thương. Thậm chí, hắn còn đánh thẳng tới kim sĩ tiểu bảng vương, như muốn đánh chết hắn. Diệp phàm sử dụng các loại ấn pháp, đánh ra các đại thuật sát sinh, từ từ chấn nát từng cây trường thương, rồi ép sát tới kim sĩ tiểu bảng vương. Kim sĩ tiểu bảng vương vung tay lên, vô số lồng vũ tụ lại thành một màn sáng. Màn sáng này lập tức ép sát tới Diệp phàm Đây là một màn sáng do vô số trường thương sắc bén tạo thành, tuyệt đối là chiêu thức giết người trí mạng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bao phủ Diệp Phàm Tất cả mọi người quan sát cuộc chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điều nhân này thật đáng sợ. Và thời khắc quan trọng, mua một, một cọng lông trên người cũng là vũ khí sắc bén giết người, thật khó lòng phòng bị. Ta nghĩ cũng chỉ có thánh thể hoang cổ mới ngăn cản được hắn. Những người khác mà đâu với hắn thì đã sớm bị biến thành con nhím rồi. Đồ Phi cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn sợ rằng đây chỉ là hư chiêu mà thôi. Thành y tiểu gia vương trầm giọng nói. Diệp Phạm sử dụng các thủ đoạn công sát mạnh mẽ. Tất cả ấn pháp xuất hiện, nhất thời đánh xuyên qua màn sáng do vô số trường thương sắc bén tạo thành. Màn sáng này nứt vỡ, tất cả trường thương cũng bị vỡ vụn rồi lại hóa thành những cọng lông vũ bay lả tả rời xuống mặt đất. Đột nhiên thần hình của kim sĩ tiểu bằng vương mờ dần đi rồi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không thể biết hắn đang ở nơi đâu. Diệp Phạm huyền phù ở trên bầu trời, quét mắt nhìn tám hướng, cẩn thận phòng ngừa đối phương thì triển sát chiêu. Những người khác cũng vội vàng tìm kiếm, quan sát khắp nơi. Điều nhân này phun ra nhiều máu như vậy, nhất định đã bị trọng thương, không phải đã chịu thua bỏ chạy rồi chứ. Đổ phì tự nói với chính mình. Những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khi nãy mọi người đều thấy sát chiêu Diệp Phạm sử dụng, cũng tự hiểu rằng nếu bọn họ đi tới thì đã sớm bị đánh thành bụi bay kim sĩ tiểu bảng vương người không định lại bỏ chạy sao diệp phàm mở miệng quát lớn một tiếng hừ lạnh nặng nề truyền đến rồi một tân ảnh màu vàng xuất hiện kim sĩ tiểu bảng vương ngồi xếp bằng trong hư không cả người của hắn tàn phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ trong thân thể phát ra âm thanh lách cách sùng động của các khớp xương một cỗ yêu khí mạnh mẽ từ trên người hắn xông thẳng ra bên ngoài bỗng nhiên kim sĩ tiểu bảng vương đứng dậy sự cuồng dã hiện rõ đến trong mắt. Hắn ta đạnh lùng nói, ta thua bỏ chạy sao, thật buồn cười, tất cả chỉ mới là bắt đầu. Tất cả mọi người giật mình, khí thế của kim sĩ tiểu bằng vương tăng lên rồi, dường như là chưa từng bị thương vậy, yêu khí còn tỏa ra không ngừng. Điều nhân này bị thánh thể hoàng cổ đánh như vậy mà không bị thương nặng, chỉ trong thời gian ngắn đã phục hồi lại như cũ, thật quá kinh dị. Đồ phi chợt kinh hãi mà nói. Kim sĩ tiểu bằng vương quả nhiên là có tiềm chất trở thành đại đế, hoàn toàn có thể tranh phong với thánh thể hoàng cổ đồng giai. Có cường giả yêu tộc giật mình. Thanh ý tiểu giáo vương cũng giật mình nói, chẳng lẽ hắn có thể bước lên con đường đại đế thật ư? Nhăn như ngọc cũng nhẹ giọng nói, có lẽ hắn cũng có hy vọng đấy. Kim sĩ tiểu bằng vương đáp xuống đứng đối diện với Diệp phàm Lúc này cả người của hắn tỏa ra yêu khí ngất trời, sát khí mãnh liệt mềm mồng cũng tỏa khắp nơi mười vạn tám ngàn kiếm. Âm thanh của hắn tựa như có thể xuyên qua sắt đá, chấn động cả trường không, làm cho màng nhĩ của mọi người ở đây đau nhức. Vào giờ khắc này, trong thiên địa có sát khí kinh thế xuất hiện, từng đạo kiếm quang ngất trời sông thẳng lên trời cao, giống như có vụ tận núi lửa cùng lúc bộc phát. Thần kiếm hạ xuống vòm trời, nhiều như rừng rậm, từng thanh từng thanh cắt ngang hư không. Mỗi một thanh đều dài đến mấy trượng, Mỗi kiếm sắc bén tỏa hàn quang bức người, sát khí trùng thiên. Mười vạn, tám ngàn kiếm. Mỗi một, một thanh kiếm đều được tế luyện từ lông vũ, thần bằng. Nhìn qua vừa đẹp mắt, vừa làm khiếp sợ tâm hồn của người khác. Dõi mắt nhìn lại, có thể thấy khắp nơi đều là thần kiếm. Rừng kiếm này phát sáng hừng hực, sát khí sắc bén, làm đến nỗi lòng người phải kinh hãi. Ta không biết đại đế tượng cổ lúc còn trẻ có từng chém thánh thể hoàng cổ hay không. Nhưng có lẽ hôm nay ta sẽ khai sáng một sự nghiệp vĩ đại để thánh huyết trải rộng đường đại đế ta đi. Kim sĩ tiểu bằng vương huyền phù trong hư không, mái tóc vàng tung bay theo gió lớn, đôi mắt tràn đầy khí tức hủy diệt và cuồng bạo. Diệp phàm thân ở trong rừng kiếm, tuy đối mặt với sát khí thấu xương và kiếm quang đầy trời, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh Lấy ly hỏa thần đô mang ra. Ở phương diện thân thể đối kháng, ta có thể áp chế được ngươi. Bây giờ vẫn có thể dẫm người dưới chân. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh nhạt, thần sắc vô cùng tự tin, lò lửa trong suốt cao gần bột tấc được đặt ngay trong lòng bàn tay. Hắn bế nghĩa thiên hạ, khí tức tỏa ra khiến cả khác phải khiếp sợ. Trên khắp cả bầu trời đều là thần kiếm màu vàng sắc bén, mỗi thanh đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí. Đó là một biển kiếm khí chấn nhiếp lòng người, khí thế sung thiên mênh mông vô tận làm lòng người hoảng sợ. Mười vạn tám ngàn kiếm, những thanh kiếm bay ra không ngớt, Xa xa trên không trung, mọi người đều kinh hãi. Cho dù là ai, nhưng khi bị nhốt vào bên trong biển kiếm này thì họ cũng phải sợ hãi. Điều nhân này quá kinh khủng, sao có thể luyện ra nhiều đại kiếm như vậy? đối với cảm thấy đại sự không ổn. Thanh nghị tiểu giáo vương cũng biến sắc mà nói. Xem ra, kim sĩ tiểu bằng vương không thể giữ được vị trí thượng phong rồi. Đối kháng thân thể, hắn đã ở thế hạ phong. Giờ buộc phải sử dụng bằng vũ kiếm đã được tù luyện bằng tính mạng đây cũng không phải là những cánh chim được tùy ý bán ra nó đã được tế luyện từ lông vũ của thần bằng là một trong những sát chiêu mạnh nhất của bằng tộc bên trong bằng phụ kiếm ẩn chứa truyền thừa ấn ký chủng tộc này hắn là hậu duệ của lão bằng vương thật khó biết một, một chiêu này mạnh mẽ đến đâu có rất nhiều tu sĩ yêu tộc đều đang nhỏ giọng bàn luận cảm thấy tình cảnh của diệp phàm không ổn có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ khi nào có gì kể gớm đầu chứ chỉ cần một ngọn lửa là có thể đốt chết con chim nhỏ này. Để xem nó còn săng vậy được nữa không? Đại hắc cẩu thì thầm một câu. Tên điều nhân điên cuồng đáng sợ này, ta cảm thấy hắn còn nguy hiểm hơn diều quảng thánh tử. đầu Phi tự nói với mình. May mà hắn đã áp chế tù vi xuống tầng thứ hai biết cảnh đạo cung. Nếu không phải như thế, hậu quả thật khó tưởng tượng được. sắc mặt của nhan như ngọc điềm tĩnh, lại nói. Một khi thi triển bằng vũ kiếm thành công, mười vạn tám ngàn cái đinh vũ thần bằng cùng xuất hiện có thể loạn thiên động địa con trẻ như vậy đã có thể xuất ra bằng vũ kiếm thật là làm người ta kinh sợ giữa bầu trời kim sĩ tiểu bằng vương đứng chắp tay sau lưng ánh mắt vô cùng lăng đệ tự như thiền kiếm ra khỏi vỏ tỏa ra hào quang làm người các run sợ thiền vũ thiền kiếm trảm. hắn đứng ở trên cao quát to một tiếng hơn ngàn thanh đại kiếm màu hoàng kim cùng hướng về một mục tiêu bổ tới ngàn đạo kiếm quang sông thẳng lên trời cao, bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới lại. Đây là một loại thế công làm người ta run sợ, ngàn kiếm cùng xuất chém thẳng trời cao. Hào quang rực rỡ, mỗi một đạo hào quang đều rất sắc bén, như dao lòng vọt tới, không gì không thể phá vỡ, phảng phất như có thể xuyên thủng bầu trời. Mỗi thuật pháp Diệp Phàm đánh ra đều là đấu chiến thánh pháp, đánh tan từng đạo kiếm quang, đi hòa thần lô huyền phù trên đỉnh đầu hắn, đánh tới kim sĩ tiểu bằng vương. Đây là một tràng cảnh vô cùng kinh tâm động phách. Thiền vũ tiền kiếm phách trạm thiền địa, uy thế khiếp người. Xa xa trên không trung, những người đang xem trận chiến đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hàn khí không ngừng truyền tới chỗ bọn họ. Cách xa như vậy mà bọn hắn vẫn cảm nhận được sát ý kinh khủng. Từng đạo, từng đạo kiếm mang sắc bén, tỏa ra sát cơ vô tận, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Ở bên ngoài quan sát trận chiến đã như vậy, có thể tưởng tượng Diệp Phạm đang ở trong rừng kiếm phải chịu đựng sát ý mạnh mẽ đến thế nào. Mười vạn tám ngàn kiếm ngang trời, mỗi một, một thanh thần kiếm màu hoàng kim đều bộc phát sát ý khủng bố. Khi tụ hợp lại một chỗ, tạo thành khí tức hủy diệt khiến người ta sợ hãi. Diệp Phạm như một vị chiến thần, cả người được ánh sáng thần thánh bao phủ. Hắn một đường đánh tới, làm cho cả vòng trời phải run rẩy. Tuy rằng có ngàn thanh kiếm cùng nhau tấn công, nhưng không thể ngăn được hắn toàn bộ ánh kiếm sắc bén đầy trời cũng bị hắn đánh nát hoàn toàn. đây là uy thế vô thượng của thánh thể hoàng cổ. uy thế này so sánh với thần bình bảo đao còn sắc bén hơn nhiều, đánh vỡ hoàn toàn mọi thứ. kim sĩ tiểu bằng vương đứng yên trong trường kiếm, đôi mắt của hắn tràn ngập sát khí vô tận. bỗng nhiên hắn quát lên: ba ngàn kiếm loạn hư không. ba ngàn thanh thần kiếm hoàng kim đồng thời lóe lên, ánh kiếm đan xen tạo thành một mảng thiên la địa vọng đáng sợ dày đặc mà tinh tế cho dù diệp phàm là thánh thể hoàng cổ nhưng khi đối mặt với thế công cường đại như vậy hắn cũng có cảm giác đau đớn giống như thân thể bị cắt đỉa ba ngàn đại kiếm cùng xuất hiện phát động trời cao kiếm khí trùng thiên đánh hắn bay ngược ra bên ngoài anh kiếm như một áng cầu vồng nối đền trời đất một đường lại một đường vô cùng vô tận tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt giữa bầu trời diệp phàm cố sức đánh tan ngàn đạo kiếm mang sau đó bắt đầu thôi thúc ly hỏa thần lô. Lò lửa ở trên đỉnh đầu nhanh chóng phóng to, nắp lò nằm màu, phát ra tiếng vang lớn rồi bay lên bầu trời. Từ trong miệng đen ngòm của lò lửa, phát ra ngọn lửa màu đen cực lớn. Ngàn thanh đại kiếm vừa bổ tới, lập tức bị ngọn lửa màu đen bao trùm, nhiệt độ cao đến nỗi làm người ta kinh sợ. Một ngàn ba trăm thanh đại kiếm bị hủy ngay trong tích tắc. Ở ngay giữa ngọn lửa màu đen đang bùng cháy trên bầu trời, có thể thấy ở bên trong có ánh màu hoàng kim lờ mờ, hơn ngàn thanh bằng vũ kiếm bị tiêu hủy, đốt thành trò bụi. Mái tóc màu vàng của kim sĩ tiểu bằng vương dựng đứng lên tung bạch theo gió, hai con mắt phát ánh sáng lạnh lẽo, hơn ngàn thanh đại kiếm bị hủy, làm cho hắn rất đau lòng, không nhịn được hét dài một tiếng. Đó là lửa gì? Sao có thể kinh khủng như vậy? Bằng vũ kiếm sắc bén vô cùng, vậy mà hắn chỉ dùng một mồi lửa là có thể đốt hơn ngàn thanh đại kiếm thật khiến cho người ta giật mình. Chẳng lẽ là loại hỏa lửa đã thiêu chết thái thượng trưởng lão của cơ gia? Không đúng, ngọn lửa đó không có màu sắc này. Tất cả những người đang quan chiến không khỏi biến sắc mặt. nhiệt độ do ngọn lửa này phát ra thực sự quá cao. Cách nhau xa như vậy mà vẫn làm cho người ta run sợ. Nếu như bị nó tiêu đốt, hậu quả khó mà lường trước được. Trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, ly hỏa thần lô bất chợt xuất hiện, tỏa ra ánh sáng năm màu bông lung ngọn lửa màu đen đó bốc cháy hừng hực, làm cho cả hư không phải biến dạng. Thân thể của hắn được ngọn lửa đó bao bọc lại, tản phát ánh sáng lấp đánh. Chiến ý của hắn lúc này đã lên cao, từng bước từng bước đi trong hư không, ép sát tới trước. Sắc mặt của kim sĩ tiểu bằng vương lạnh lùng mã quát, bằng vũ tái sinh. Toàn thân của hắn dường như đã biến thành kim loại, phát ra từng đạo ánh sáng thần thánh. Đại kiếm hoàng kim nhanh chóng được bổ sung, lại hình thành đủ 10 vạn 8 ngàn thành kiếm. Sau khi cường đại ngưng tụ tại một chỗ, hình thành một rừng kiếm làm người ta tuyệt vọng lại xuất hiện. Mỗi một, một thanh đại kiếm đều phát ra âm thanh vang vọng, kiếm ngầm động trời. Hắn có thể lĩnh ngộ đại thuật thiên bằng, sát sinh đến cảnh giới bằng vụ tái sinh, kiếm ý bất diệt. Mười vạn tám ngàn kiếm, chỉ cần kiếm ý bất diệt, thần kiếm điện bất diệt, trừ phi có thể phá hủy toàn bộ đại kiếm trong một lúc. Ở phía xa, mọi người đều biến sắc thần kiếm bất diệt sinh sôi liên tục bất kỳ đối thủ nào gặp phải cũng phải kiệt lực ứng phó kết quả cuối cùng chắc chắn bị chém chết vạn kiếm cùng chuyển động kim sĩ tiểu bảng vừng hét lớn vạn thanh đại kiếm chấn động kiếm khí trói mắt xuyên thủng cả hư không rồi tạo thành một lưới kiếm đáng sợ diệp phàm thôi thúc ly hỏa thần đồ phóng to đến cao trạm trượng trông như một ngọn núi đứng vững trên không trung ngọn lửa màu đen bắn mạnh ra khắp bốn phường tám hướng. Không có vật nào có thể tồn tại khi nó đi qua. Toàn bộ đều bị tiêu hủy hoàn toàn. Ngọn lửa màu đen này lấy được từ trong đọa thiền lĩnh của cấm địa Thái Sơ. Mặc dù chỉ là ngọn lửa ở tầng ngoài, nhưng cũng có nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Lửa lớn ngập trời, ngọn lửa thần màu đen ấy bao phủ bốn phương. Vạn thanh đại kiếm ngập chìm trong ngọn lửa, chậm rãi bị thiêu hủy. Cả người kim sĩ tiểu bằng vương tỏa ra ánh sáng. Vãn thanh đại kiếm lao ra, lần thứ hai bổ sung cho rừng kiếm. Thật đáng sợ. Đồ Phi khiếp sợ thầm nói. Cứ tiếp tục như vậy, ngọn lửa màu đen sớm muộn cũng phải khổ kiệt, mà bằng vũ kiếm lại bất diệt. Kết quả của Diệp Phạm sẽ rất thảm thiết. Thanh y tiểu giáo vương trầm giọng nghị luận. Chuyện này cũng chưa chắc. Hắn không ngừng để bằng vụ tái sinh cũng phải trả giá thật lớn. Thời gian kéo dài, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi đâu. Nhàn như ngọc, cũng mở miệng nói. Mười vạn tám ngàn kiếm, vạn kiếm cùng chuyển động, chém phá bầu trời, rồi ba phủ lấy Diệp phàm Nhưng Diệp phàm lại lấy ly hỏa thần lô mở đường, đánh tới kim sĩ tiểu bảng vương. Ngọn lửa lớn màu đen ngập trời tàn phá bừa bãi khắp nơi, đánh tới rừng kiếm kia. Mười vạn tám ngàn kiếm cùng động, toát ra sát ý vô tận, tụ thành một thanh thần kiếm to lớn ngay giữa mây xanh. Đây là sát ý của mười vạn tám ngàn kiếm thanh kiếm dài đến ngàn trượng này bổ thẳng xuống sát ý kinh khủng của nó làm cho diệp phàm phải sợ hãi mười vạn tám ngàn kiếm hợp nhất sát ý vô biệt diệp phàm lập tức bị đánh bay ra ngoài đại thuật sát sinh này làm cho thành thể hoang cổ đi hắn cũng phải nhận lấy áp lực rất đáng sợ thật đáng sợ đây là quyết đấu của tu sĩ tầng thứ hai biết cảnh đạo cung sao đại thuật sát sinh của tộc thiên bằng khiến người ta kinh sợ nếu không phải là thánh thể hoang cổ Mặt đổi đại là một người khác, e rằng đã sớm bị đánh cho hình thần cầu diệt. Mọi người ở đằng xa khó có thể bình tĩnh lại được. Diệp Phạm thôi thúc đi hỏa thần lô, thiêu đốt khắp nơi, lại một lần nữa hướng về mười vạn tám ngàn đại kiếm. Từng thanh thần kiếm màu hoàng kim vọt tới như cầu vồng, rồi tập trung xuất hiện ở phía sau kim sĩ tiểu bảng vương, tránh khỏi ngọn lửa lớn ngập trời kia. Mặc dù hắn đã đạt đến cảnh giới bằng vụ tái sinh, nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu đốt của ngọn lửa khủng bố như vậy. Hắn không muốn lấy thanh đại kiếm của người kia bị mình làm cho hao tổn. Hai người đối lập hoàn toàn với nhau. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương không nghĩ tới thiên phú đại thuật sát sinh của mình bị đối phương khắc chế. Ngọn lửa bộ đen trong lò lửa của đối phương có sự uy hiếp rất lớn đối với bằng vũ kiếm của hắn. Thánh thể hoàng cổ thật có thể hùng bá đồng dai, hơi áp chế được Kim sĩ Tiểu Bằng Vương rồi. Đồ Phi vui vẻ nói. Thanh Y lắc đầu nói tiếp. Nói những câu này vẫn còn sớm lắm. Kim sĩ tiểu bằng phương có tiềm lực trở thành đại đế. Dù so sánh bất cứ mặt nào đi chăng nữa, thì hắn đều không kém thánh thể hoàng cổ bao nhiêu. Tình thế hiện tại chỉ là vũ khí tương khắc mà thôi. Vẫn có một chút chênh lệch. Thân thể của hắn được rèn luyện tại bí cảnh tứ cực, nên mới được như bây giờ. Đồ Phi nói. Thánh thể hoang cổ lại đáng sợ như vậy sao? ngay cả người có hy vọng trở thành đại đế của yêu tộc ta cũng phải thua kém một chút. Có vài tên tu sĩ yêu tộc thì thầm. Đột nhiên trong tiền địa xuất hiện một cỗ sát khí cực kỳ sắc bén, làm thân thể và linh hồn mọi người đều không tự chủ được phải run lên vì sợ hãi. Giống như có một con hùng thú hoang cổ thoát khỏi phong ấn đi tới thế gian này, sát ý vô tận cuốn lấy trời cao. Đây là thế nào? Mọi người đều khiếp sợ. Trên tay của kim sĩ tiểu bằng vương có tên một thanh binh khí đen thui, tỏa ánh sáng hào quang rực rỡ, làm chấn động tâm hồn. Loại sát khí sắc bén kia là do nó phát ra. Đại hoàng kích ư. Rất nhiều người biến sắc mặt, sắc mặt một vài tiểu yêu lại càng trắng bệch, suýt nữa quỳ rạp trên mặt đất. Loại kim loại đèn đúc thành thành vũ khí này giống như là có sinh mệnh, sát khí trùng thiên làm người ta sờn cả tóc gáy, tàn phát uy năng làm người ta phải sợ hãi đúng là đại hoàng kích là ma binh lão bằng vương sử dụng sát phạt một đời không sai chính là đại hoàng kích diệt chóc vô tận máu chảy thành sông xương chất như núi cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị nót đoạt đi tính mệnh thanh binh khí đen nhánh đó tàn phát sát khí trùng thiên ánh sáng kim loại vô cùng lạnh lẽo giống như một con thú hoang hung dữ lao ra bên ngoài khí tức thật là thê thảm thế này thật không công bằng kim sĩ tiểu bảng vương người cầm bình khí trấn tộc của yêu tộc như thế thì còn đánh thế nào nữa? Đồ Phi kêu lên. Yên tâm, nó đã bị phòng ấn, cũng không có ủy lực thực sự của đại hoàng kích. Kim sĩ tiểu bằng vương lạnh lùng đáp. Đại hoàng kích là ma binh do đại năng của yêu tộc tế luyện một đời. Tuy không thể so với binh khí cực đạo, nhưng ủy lực rất kinh khủng. Đúng là đã, đã bị phòng ấn, lão bằng vương sẽ không để cho hắn có được ma binh quá sớm. Nhàn như ngọc chỉ biết gật đầu không có ai biết được đại hoang kích đáng sợ đến mức nào có lời đồn rằng nó nặng như núi ngay cả tu sĩ bí cảnh tứ cực cũng khó có thể cầm được nó trong tay sợ rằng cũng chỉ có kim sĩ tiểu bằng vương cùng với thánh thể hoang cổ diệp phàm mới có thể tại cảnh giới thấp mà có thể sử dụng nó được kim sĩ tiểu bằng vương cầm đại hoang kích toàn thân lấp lánh sáng bóng như hoàng kim mà đại hoang kích lại đen nhánh như mực hình thành sự đối lập rõ ràng nhưng khi sát ý hai người hợp lại, nó lại tương hỗ, tạo thành một loại dao động vô cùng mạnh mẽ. Mà mười vạn tám ngàn đại kiếm ở phía sau hắn đều hướng thẳng lên cao. Kiếm kiếm ngút trời như muốn tôn sùng và lạnh nhạt đáng sợ của hắn lên cao. Thân thể cường tráng, nắm giữ một cỗ sát tính cuồng giá. Diệp văm lấy đỉnh của mình ra, tiêu đỉnh cao hai tấc nhanh chóng to lên, cao hơn một thước, thay thế vị trí của đi hỏa thần lô đang huyền phù trên đỉnh đầu của hắn. Cái đỉnh này cổ phát mà tự nhiên, không hề có sát khí làm cho người ta cảm thấy nó tàn phát ra đạo pháp tự nhiên, giống như là đạo và lý trong trời đất. Từng tiêu khí huyền hoàng bên trong đỉnh buồn xuống, bảo vệ hắn kỹ càng, trông hắn tựa như đã hòa hợp làm một với đại đạo. Bản thân của hắn làm cho tất cả mọi người đang quan chiến đều cảm thấy ngạc nhiên. Thân thể của kim sĩ tiểu bằng vương tráng kiện, tràn đầy sức lực, mái tóc tung bay theo gió. Càng tôn thêm nét dạ tính của hắn Đại hoàng kích màu đen Trong tay của hắn Tàn phát sát khí phù thiện cái địa Hắn dần bước đi tiến tới phía trước Rầm, Rầm một tiếng Đại hoàng kích vừa chấn động cả hư không Cả hư không liền nhanh chóng sụp đổ Cái khí thế trầm trọng như núi ấy Làm cho người ta sờn cả tóc gáy Giống như có một đầu hùng thú Tời hoàng cổ, con sống Đang cố gắng phá phong ấn thoát ra Kim sĩ Tiểu Bằng Phường lúc bây giờ xuất hiện trước mặt Diệp Phạm. Hai hàng lông mày dựng đứng, rồi đôi mắt phát ra luồng sáng lạnh lẽo. Hắn cầm đại hoang kích đánh thẳng tới phía trước. Nhìn từ xa, lại có cảm giác như hắn đang nâng cao một ngọn núi màu đen rồi đập mạnh xuống vậy. Diệp Phạm yên lặng như bàn thạch, bất động như cây tùng đứng thẳng. Đại đỉnh cổ xưa tự nhiên trên đỉnh đầu rủ xuống. Từng tiêu khí huyền hoàng giống như giải độ bằng tơ giúp cho thần thể hắn hòa hợp với đại đạo đại hoàng Kích thật sự quá nặng thần kích màu đen lúc đánh xuống làm cho cả hư không bị bóp méo giống như có một năng lượng kinh khủng đang mãnh liệt dần trào ngay lúc này đây diệp phàm đã ra tay tuy đại đình nặng nề thuyền phù ở trên đỉnh đầu nhưng thân thể của hắn lại mềm mại như một con dao long hắn xoay nửa người né đầu kích màu đen rồi vươn tay phải ra hóa thành quyền đấm mạnh vào đại hoàng kích hắn dùng tay không đối chiến với đại hoàng kích quả đấm màu vàng vừa đập lên thân thanh binh khí màu đen, lập tức có âm thanh xuyên thấu qua cả sắt đá phát ra, làm cho người ta tê dại cả đầu và bị ủ tai. Đại hoàng kích tàn phát sát khí thảm thiết, giống như một con hoang thú bị phong ấn, đang cố gắng thoát khốn, nhưng nó không làm được, nên gào rú thảm thương. Loại sát khí này thật kinh khiếp. Kim sĩ tiểu bảng vương thuận thế chém ngang, xung quanh đại hoàng kích tỏa ra một luồng ánh sáng đen tự như vực sâu biển lớn rồi cùng chém về phía của diệp phàm lúc mà sát với không khí tạo nên âm thanh như quỷ khóc thần gào diệp phàm lướt ngang né một chiêu này rồi thuận thế kết ấn đánh xuống đại hoàng kích bàn tay to màu vàng đánh lên trên đại hoàng kích tạo nên một tiếng vang thật lớn làm cho cả hư không cũng phải ảm đạm không gian đã bị biến dạng rồi nhưng chiêu thức của diệp phàm lại không thể gây thương tổn cho đại hoàng kích vũ khí do bá chủ một phương yêu tộc không thể bị phá vỡ. Mặc dù bây giờ nó đã bị phòng ấn, nhưng vẫn là một thanh binh khí tuyệt thế, không thể nào bị đánh nát được. Kim sĩ tiểu bằng vương gạo thét, mái tóc màu vàng dài như tác nước ấy, lập lánh phát sáng một cách kỳ lạ. Hắn lại cầm đại hoang kích đầm tới phía trước. Lợi kích đèn nhánh xuyên thủng thiền địa. Mà ẩm trói tay, làm người khác run sợ lại vang lên. Đồng thời với nó, là sát khí kinh khủng, tràn ngập khắp nơi, những người ở đằng xa cảm nhận được hai thứ này mà sợ hãi không thôi. Diệp Phạm tiếp tục hiền hóa bàn tay to màu vàng để đối chọi với đại hoàng kích. Tiếng vàng kinh người liên tiếp phát ra, hai người đang chiến một trận chiến sinh tử thật sự. Đại chiến vô cùng kịch liệt, nhưng đến lúc này Diệp Phạm vẫn chưa vận dụng đỉnh của mình. Hắn mới chỉ dùng tay không để đánh lên đại hoàng kích. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn có những ánh lửa bắn ra bốn phía, sát khí trụng thiệt đại hoàng kích thật sự quá đáng sợ tuy diệp phàm là thánh thể hoang cổ nhưng cứ mỗi lần đánh lên đại hoàng kích là nắm đấm lại rất đau dường như không thể đả động đến thành bình khí do bá chủ yêu tộc luyện chế được bọn họ đánh từ không trung lên đến mây xanh chấn nát cả những đám mây ở xung quanh sau đó lại đáp xuống ngọn núi lớn đại hoàng kích nặng tựa như núi cao mới chỉ đập vào núi một cái thôi đã làm cho một góc núi bị sụp đổ âm thanh rung động ù ù đất đá từ trên núi lằn xuống dưới. Hai người lại di chuyển xuống một cái hồ, nhất thời có sóng lớn ngất trời, nước hồ chảy ngược lên trên không trung, trở thành một đầm nước ngay ở đó, Sừng bù tỏa khắp. Diệp vắng tung một quyền ra, làm tiêu tán toàn bộ nước trên bầu trời. Quyền lực này mạnh đến nỗi, đại hoàng kích rung động liên tục. Từ mây trên không trung đến mặt đất, cuối cùng họ lại vọt lại trên không trung. Ma uy của đại hoàng kích càng lúc càng thịnh, giống như có thể áp sập vòm trời. Đột nhiên, vạn kiếm xuất hiện, kiếm khí điên cuồng xông phá bầu trời này. Mười vạn tám ngàn kiếm trỗi lên. Mười vạn tám ngàn kiếm bằng vũ kiếm xuất hiện đằng sau kim sĩ tiểu bảng vương. Mỗi một, một thanh kiếm đều trói lọi như cầu vòng thần thánh. Khí tức lạnh lẽo bức người, đến nỗi làm cho mọi người có cảm giác mình đang rơi vào trong hầm băng. Có vô số kiếm khí bắn ra đánh tới phía trước, cùng nhau chém giết Diệp phàm chiêu thức này thật bất ngờ xa khí vô tận như sóng lớn vỗ bờ rất khó tránh né đây là đại thuật sát sinh của tộc thiền bảng. nếu như là một tù sĩ bình thường thì chắc chắn sẽ bị vô số kiếm khí chém chết không thể nào cản trở nhưng diệp phàm đã có phòng bị từ trước từ lúc chiến đấu bằng binh khí đến bây giờ hắn vẫn chưa sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh chính là vì sợ bị đối phương ám sát giữa phút này vạn vật mẫu khí đỉnh huyền phù trên đỉnh đầu chấn nhẹ một cái lập tức có vụ số khí huyền hoàng rủ xuống, tạo thành một màn sáng mông lung ngay trước người của Diệp Phạm. Hơn vạn đạo kiếm khí đánh tới màn sáng huyền hoàng như một giải tờ lụa kia. Hầu hết các đạo kiếm khí đều bị màn sáng chấn nát. Tuy có vài đạo xuyên qua kẽ hở, nhưng cũng bị bảo thể của Diệp phàm hóa giải. Đôi lồng mày của kim sĩ tiểu bằng vừng dựng đứng cả lên, hắn ta dơ cao đại hoang kích, rồi dùng sức đập mạnh xuống. Giờ các này, dường như toàn bộ trời đất đã bị vỡ tan, giống như có 10 vạn ngọn núi lớn cùng nhau xuất hiện. Đây chính là lần đầu tiên đại hoang kích và đỉnh của Diệp Phàm va chạm với nhau, âm thanh đình tay nhức óc đến nỗi, cả hư không phải run rẩy, dao động kinh khủng làm mười phương run sợ. Ở nơi xa, có rất nhiều tiểu yêu miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, thậm chí còn có nhiều người ngã xuống đất. Một kích kinh thiên này làm cho bọn họ ở xa cũng bị liền lụy kim sĩ tiểu bảng vương giống to mái tóc rối tung đột nhiên khí thế của hắn tăng lên cầm chắc đại hoàng kích trong tay rồi cất bước đạp nát hư không dần tiến lên phía trước hai tay của hắn cầm đại hoàng kích không ngừng đứng thẳng chém xuống vạn vật mẫu khí đỉnh kia hắn tạt tỏa yêu khí ngất trời thần uy làm kinh sợ tâm thần của người khác kim sĩ tiểu bảng vương dũng mãnh không thể ngăn cản thôi động đại hoang kích đánh diệp phàm bay ra xa vài dặm làm cho vạn vật mẫu khí đình phải lay động liên tục. Sau khi chiếm được thế công, hắn liền điên cuồng đánh tới. Một một lần công phá được phòng thủ của Diệp Phàm thì mặc dù bây giờ vạn vật mẫu khí đã trôi luyện thành đỉnh, nhưng bên trong vẫn chưa có ấn ký của đại đạo, còn cách vũ khí cực đạo rất xa, chẳng qua là quá chắc chắn mà thôi. Kim sĩ tiểu bảng vương cầm đại hoàng kích không ngừng chém xuống, uy thế ngập trời. Cùng một thời gian ấy, mười vạn tám ngàn thanh đại kiếm sau lưng hắn cũng nhất loạt tấn công và trà kiếm quàng vô tận. Các tu sĩ ở đằng xa lúc bấy giờ cũng cảm thấy hoảng sợ. Thế cổng của kim sĩ tiểu bằng vương quá đáng sợ, giống như có thể chấn nát toàn bộ đồ vật trên thế gian. Nếu như đổi sang là một tu sĩ bí cảnh đạo cùng nào khác, chỉ sợ không thể ngăn cản mà lập tức trở thành bụi bay đi. Hùng uy đại hoàng kích kinh thế, sát khí thảm thiết tràn ngập, mỗi một tấc không gian hơn nữa còn có mười vạn tám ngàn thanh đại kiếm nhất đoạt tấn công theo đây chính là đại thuật sát sinh làm cho người ta phải kinh hãi diệp phàm bị đại hoàng kích chấn bay ra xa sáu bảy dặm mà kiếm quang vô tận cứ bao phủ lấy màn sáng khí huyền hoàng ở quanh người của hắn làm cho hắn phải rút lui liên tục kim sĩ tiểu bằng vương đã nắm giữ thế chủ động hoàn toàn công kích càng lúc càng mạnh hơn hắn hận mình không thể cầm đại hoàng kích đập bột phát diệp phàm chết ngay được đây là hai người điên, tuyệt đối là vô địch trong những người đồng giai. Trận chiến này đã vượt xa cảnh giới hiện tại của họ rồi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương quả nhiên là lợi hại, không hồ danh là người có tư cách bước lên con đường của đại đế. Ta thì lại thấy đây rất giống một trận chiến tranh giành tư cách bước lên con đường đại đế. Kim sĩ Tiểu Bằng quá đáng sợ. Nếu như hắn ta có thể chém giết một thánh thể hoang cổ đồng dai, chắc chắn tường này sẽ thành đại đế đại hoàng kích đóng vai trò chủ công kích, mười vạn tám ngàn đại kiếm là phụ, cả hai hợp lại làm rung chuyển cả trời đất. Diệp Phàm vừa chống đỡ vừa đi lui. Tuy tình hình bây giờ rất xấu đối với hắn, nhưng hắn vẫn trầm tĩnh vô cùng. Nguyên căn vạn vật mẫu khí là của ta, ta vốn muốn thánh huyết hoàng cổ nhuộm đỏ trường không. Sau khi điền cuồng hiện rõ bên trong mắt của kim sĩ tiểu bằng vương, nét cuồng dã của hắn làm khiếp sợ tâm hồn của người khác đại hoàng kích liên tục đánh xuống tấn công diệp phàm mười vạn tám ngàn kiếm cộng minh làm cả hư không phải sụp đổ diệp phàm vẫn chưa phản công lại chính là vì bằng vũ kiếm vô tận kia mỗi một, một lần mười vạn tám ngàn đại kiếm tấn công tới màn sáng khí huyền hoàng thì vẫn có ít nhiều mấy đạo kiếm quang xuyên thủng qua nên hắn chưa thể phản công ngay lại được thần thuật thiên phú này của tộc thần bằng thật làm cho người ta khó tin tộc thiên bằng được trời cao chiếu cố một khi họ sử dụng thần thuật này là có thể chém giết cả thiên quân vạn má một cách dễ dàng, chứ nói chỉ đến việc giết một người. Diệp Phàm cũng không tế ly hỏa thần lô ra, là vì ngọn đường màu đen có hạn, nên hắn không muốn lãng phí quá nhiều. Uống chi, đối phương tu luyện kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới bất diệt, bằng vụ kiếm có thể được tái sinh lại một cách dễ dàng. Thánh huyết phải chảy cho bằng hết. Kim sĩ tiểu bằng vương hét lớn càng lúc càng thôi động đại hoàng kích mạnh hơn. Không gian ở chung quanh gần như chịu không nổi nữa rồi. Uy thế của người này thật là kinh người. Người có thể giết ta được sao? Bị đánh nhiều như vậy, Diệp Phong cũng giận thật rồi. Mái tóc đèn của hắn tung bay, sát ý dần hiện lên trong mắt. Hắn ta bước tới đánh một quyền vào đại hoàng kích. Chắc chắn có thể giết người. Thánh huyết, ta muốn nó phải chảy. Giả dạ tính của kim sĩ tiểu bằng vườn lộ rõ sát khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Hắn ta tiếp tục dùng đại hoang kích bổ xuống, vòm trời cũng đang trở nên run rẩy. Là người giết ta hay là ta đổ thiên bằng, tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Diệp Phạm Tết lớn, hắn quyết định sử dụng đỉnh để tấn công, chứ không cần nó bảo hộ thân thể mình nữa. Diệp Phạm tới đỉnh ra, lập tức có khí tức huyền hoàng tỏa khắp, rồi vạn vật mẫu khí đỉnh nhanh chóng biến lớn, cao đến chín thước, vạn vật mẫu khí đỉnh to lớn vào cổ xưa dần áp xuống kim sĩ tiểu bằng vương. Không có đỉnh này bảo hộ, ta muốn xem thử người làm cách nào để ngăn chặn 10 vạn 8 ngàn kiếm của ta. Kim sĩ tiểu bằng vương thét lớn rồi ném đại hoang kích chắc chắn không gì sánh đổi tới đại đỉnh. Càng một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh và binh khí của bá chủ yêu tộc đại hoàng kích ba chạm mạnh với nhau, chấn kinh cả thiền địa. Giao động kinh khủng như sóng ngầm cuốn trào cả bầu trời đất, thoáng cái đã càn quét qua khắp bốn phường tám hướng mọi người ở đằng xa khiếp sợ nhiều tiểu yêu phun máu ra vội vàng lui về phía sau mười vạn tám ngàn kiếm trỗi dậy vô số đạo kiếm quang lao ra tấn công diệp phàm vốn diệp phàm còn muốn giữ lại hậu chiêu nhưng kim sĩ tiểu bằng vương lại quá dũng mãnh mạnh đến mức có thể tranh phong với thánh thể hoàng cổ nên hắn phải bắt đầu sử dụng hậu chiêu của mình nhất định phải sử dụng sát chiêu để trấn áp đối phương hắn nhanh chóng quyết định. Đến giờ phút này, hắn còn chưa sử dụng một bí trong cửu bí. Hắn quyết định giữ nó lại để làm con bài giữ mạng. Bây giờ chưa phải là lúc sử dụng nó. Ai cũng đã biết được hắn là thánh thể hoàng cổ, nên chắc chắn mọi người cũng có hiểu biết chút ít truyền thuyết về loại thể chất này. Nếu như nói hắn ta không có hậu chiêu, sợ rằng khó ai có thể tin được. Diệp phàm khẽ quát một tiếng, thân thể chấn động nhẹ một chút rồi lóe sáng lên. Ngày lúc ấy, bên cạnh của hắn xuất hiện hư ảnh của một đóa hoa sen bầu xanh. Đóa hoa sen bầu xanh này vừa xuất hiện, điền đập tức chấn nát vô số kiếm khí đang lao tới do mười vạn tám ngàn kiếm phát ra kia. Đây là cái gì? Sắc mặt của kim sĩ tiểu bằng vương hơi biến đổi, nhưng sau đó lại rống to lên một tiếng. Mười vạn tám ngàn đại kiếm lại phát động kiếm khí vô tận, tất cả cùng nhau đầm thẳng tới chỗ của diệp phàm toàn bộ bầu trời đã bị kiếm quang sắc bén bảo phủ đó hoa sen bầu xanh kia lại lay động một màn sáng mơ hồ bao quanh diệp phàm lại tất cả kiếm khí đều đánh trúng màn sáng kia nhìn qua thì có cảm giác chúng có thể chấn nát màn sáng đó thế nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá được truyền thuyết quả nhiên là thật thánh thể hoang cổ không chỉ có thân thể mạnh mẽ mà còn có những thứ khác nữa Nghe nói, loại thể chất này có thể khắc chế mọi dị tượng. Chắc chắn đây là một trong những thiên phú của thánh thể hoàng cổ. Ngay lúc này đây, Diệp Phàm muốn phản công. Hắn không muốn mình ở thế bị động và bị đối phương đánh như thế. Đồng thời, hắn muốn thử xem uy năng của đóa hoa sen bầu xanh này đến đâu. Đóa hoa sen này rất thần bí. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, nó vẫn luôn huyền phù ở trong luân hải. Hắn còn chưa biết nó có những năng lực như thế nào vạn kiếm cùng chém một lần đo hoa sen màu xanh chập chờn phát sáng thoạt nhìn thì màn sáng mông lung kia có thể vỡ tan thành bất cứ khi nào nhưng cuối cùng vẫn bất diệt diệp phàm lướt nhanh tới gần rồi vung tay lên vạn vật mẫu khí đỉnh rời xuống bắt đầu trấn áp đại hoàng kích hai loại bình khí va chạm vào nhau âm thanh đình tài nhức óc truyền đi khắp mười dặm đại đình cao chính thức trầm trọng như núi vừa tỏa khí huyền hoàng ra vừa không ngừng áp xuống kim sĩ tiểu bảng vương cầm đại hoàng kích đập đỉnh hùng ủy ngập trời vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một ngọn núi thần còn đại hoang kích lại như một ngọn ma sơn mỗi khi hải thành bình khí này va chạm vào nhau là lại có ánh lửa lóe lên và dao động mãnh liệt cuồng bạo can quét bốn vườn tám hướng giống như có sao chổi rớt xuống mặt đất núi thần đối chiến ma sơn sau khi ngăn trở được mười vạn tám ngàn đại kiếm diệp Phạm chuyên tâm đại chiến với kim sĩ tiểu bảng vương cầm đại hoàng kích cường độ thân thể giữa hai người không chênh lệch nhau lắm và sau khi thi triển các đài sát triều kinh kiếp cuộc chiến đã sắp phần thắng bại sau mấy ngàn lần va chạm với nhau sắc mặt của kim sĩ tiểu bằng vương trở nên khó coi hắn cảm thấy hai tay mình tề dại cầm đại hoang kích có chút khó khăn mà đại đình cao chín thước lại nặng tựa như vạn quân trong đó còn ẩn chứa uy lực kinh thiên cứ mỗi lần áp xuống là thân thể hắn lại bị chấn động Đại Hoàng Kinh có thể thừa nhận, nhưng hắn có cảm giác mình chịu không nổi. Hơn nữa, hắn càng kinh hãi hơn khi phát hiện thần đực của đối phương sinh sôi không ngừng, phàng phất như không bao giờ cạn khô. Ngày lúc này đây, Diệp Phạm hiền hóa cho một bàn tay bắt lấy đỉnh của mình. Hắn không lấy thần niệm thôi động nữa mà trực tiếp dùng tay mà đánh xuống. Diệp Phạm nắm lấy đại đỉnh đập mạnh xuống, đánh bay kim sĩ tiểu bằng vương ra xa. Đánh từ đầu đến giờ, hai người đã rất mệt mỏi nhưng dường như Diệp Phàm vẫn mạnh hơn, thần đựng không ngừng lưu truyền. Hắn nắm lấy đại đỉnh rồi đập xuống đại hoàng kích một lần nữa. Hai thanh binh khí va chạm với nhau tạo nên âm thanh vàng rội, làm cho cả trời đất cũng phải đứt gãy. Kim sĩ tiểu bằng vương bị đánh bay, mặt mũi toàn là máu, lực đạo đòn tấn công vừa rồi của Diệp Phàm quá mạnh, thể chất mạnh mẽ như hắn cũng không chịu nổi. Diệp Phàm lại xông tới, tay nắm đại đỉnh rồi tiếp tục nện mạnh xuống, giống như thái sơn áp đỉnh. Kim sĩ tiểu bảng phương phun trong một ngụm máu lớn, thân thể bật ngựa ra đằng sau, làm máu nhuộm cả bầu trời, gần như không thể cầm đại hoàng kích được nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.